Chào các bạn, đây là một số các van khí, và van khí này là van CO2. Và cái van khí CO2 này nó khác những cái van khí khác là nó có một cái hệ thống điện. Mấy cái van khí này, khí CO2 này cần có cái dây điện như thế này. Và cái dây điện này có một cái tiêu gì và mục đích gì thì chúng ta sẽ nghiên cứu nó, và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu là cái van khí mà loại CO2 này tại sao phải có cái dây điện như thế này, có cái dây nguồn như thế này. Các cái van mà van oxy là không có, hoặc là van hạt gông nó không có. Van này là cái này là cái RGU ha, cái này dùng trong cái thiết bị hàn. Ví dụ như chúng ta gắn cái CO2, cái bình CO2 vào đây thì chúng ta sẽ chỉnh cái áp đầu ra RGU. Cái RGU là cái gì? RGU là một cái mà gọi là nó điều áp, tức là áp ở trong bình của chúng ta, tức là trong cái chai khí chúng ta, dù có cao cỡ nào cao nhưng mà nó đi qua cái van này thì nó khi mà đi ra mình chỉnh đầu ra này này thì nó sẽ có một cái lượng khí nhất định, tức là áp nó nhất định. Cho nên là đây gọi là RGU. Và cái này là gọi là, như Việt Nam chúng ta hay gọi là van điều áp. Van điều áp có nghĩa là áp đầu vào nó bao nhiêu là tùy thuộc vào bình lớn, còn khi đầu ra là chúng ta chỉnh lệ thuộc vào chúng ta sử dụng đầu ra chúng ta muốn bao nhiêu thì tùy thuộc vào chúng ta chỉnh, và nó thích hợp với cái van mà chúng ta sử dụng. Như vậy cái van này tại sao nó lại có dây điện? Vậy thì tí xíu tôi sẽ tháo ra bên trong. Kết cấu bên trong gồm có những cái gì và những cái linh kiện trong này nó sẽ là công dụng như thế nào, tại sao phải có dây điện rồi. Vậy thì thường các bạn thấy mấy cái van oxy là nó không có. Ví dụ như các bạn đi thường hay thấy nhất là trong bệnh viện thì sử dụng bình oxy thì nó có cái van này để đưa qua cái luồng khí để cho bệnh nhân thở. Hoặc là các bạn cũng đi, có thể là đi các cái khu vực mà người ta hàn thì cũng có bình đặt gông, nhưng mà nó không có cái dây điện như thế này. Đặc biệt đây là van CO2. CO2 thì dùng trong ngành hàn rồi mấy cái bình chữa cháy, các bạn thấy mấy bình chữa cháy họ cũng sử dụng CO2 ha, ngành hàn. Ngành hàn là khí rất là nhiều loại khí ha, ví dụ như là khí hạt gông, khí oxy để hàn gió đá, rồi một cái loại khí hỗn hợp nữa, nó có loại khí hỗn hợp nữa, tức là khí này là khí trộn. Có mấy cái máy hàn mà sử dụng bằng khí trộn nữa, trộn nhiều cái thành phần lại với nhau trở thành một cái chai là khí trộn. Và khi mà trộn thì giá trị tiền mắc hơn, tại vì sao? Tại vì cái công người ta trộn nữa. Cho nên là ví dụ như là hạt gông meter, rồi là CO2 hay là hóa chất gì đó, mình tức là có cái khí gì đó mình trộn lại trở thành một cái khí hỗn hợp, gọi là khí trộn ha. Rồi đây là rất là nhiều cái này quá trời luôn ha, và đang sửa này. Đây là một cái khách hàng đem tới sửa, chúng ta sửa. Tôi sẽ tháo cái đuôi này ra, tháo cái đuôi này ra cho các bạn thấy bên trong cái gì nha, để các bạn theo dõi ha. Rồi các bạn, tôi làm cái kênh YouTube này dùng để nếu mà có doanh thu thì tôi sẽ dùng cái phí này để cho các cái hội gọi như là hội khuyến học. Thì nếu mà kênh YouTube này mà nhiều người xem thì có thể là doanh thu nó có đỡ hơn, nhiều hơn. Cho nên là các bạn theo dõi kênh này, các bạn nhấn là đăng ký và nhấn vào cái chuông share để cái kênh này càng ngày càng phát triển. Tôi sẽ dùng cái số doanh thu này là cung cấp cho các cái hội khuyến học ha. Vừa rồi, mấy năm vừa rồi thì tôi cũng bỏ tiền túi ra để làm hội khuyến học, nhưng mà cái tiền túi thì cái có một lượng tiền nó vừa phải thôi, nên tôi sẽ làm cái kênh này. Nếu mà có tăng thu nhập thì tôi sẽ dùng cái số kinh phí, số doanh thu mà cái kênh này mà có, nếu như có tôi sẽ bù thêm vào đó nữa, nhiều lên. Còn có hay không thì nó tùy vào các bạn. Nếu các bạn mà nhấn đăng ký nhiều, có nhiều người xem thì nó sẽ tốt. Còn làm cái kênh này thì tôi cũng những cái clip thì cũng gọi là chưa chất lượng lắm, tại vì chưa có tập trung vào cái vấn đề này nhiều, thì tôi
thì còn tập trung vào những cái vấn đề dạy học rồi lo những cái việc khác nữa, nên là không có tập trung riêng về làm cái này. Thì nói chung gọi là bà đâu quay đó thôi, bà đâu quay đó, quay không có chủ đích, có nghĩa là quay không có kịch bản, bà đâu quay đó, quay được cái gì quay, các bạn chia sẻ được cái gì cho các bạn thì chia sẻ. Có một số phần thì chúng ta chia sẻ được, có một số cái thì chúng ta chưa có thể chia sẻ được, nên là còn hạn chế, nên là không phải là chuyên về làm YouTube nha. Ngoài đây là 700 mấy, mới xịt này, 700 mấy dầm giá còn 500 lên mấy. Giảm giá sao? Là cái chỗ đó nó đang giảm giá. Đầu tao. Đây là bên trong đó, cái này là cái dây menso để đốt nóng, còn cái này là cái sò nhiệt. Khi mà cái này nó nóng quá nhiệt độ thì cái này nó sẽ tự động ngắt và ngưng cấp điện cho cái dây menso này. Ở ngoài này là hai cái dây này là hai dây nguồn cấp vào thôi, hai dây nguồn cấp vào. Vậy khi chúng ta xác định được cái thằng này mà nó còn tốt hay không tốt thì chúng ta chỉ cần là dùng đồng hồ VOM để thang đo là điện trở, và sau đó chúng ta sẽ đo thôi. Bây giờ đo điện trở. Nếu như chúng ta đo mà hai đầu này nè, hai đầu cắm của con này nè, mà đo nó có giá trị điện trở lên thì có nghĩa là cái đó còn tốt. Đó. Còn cái nào mà mình đo mà nó không còn lên thì có nghĩa là nó cái giống này này là bị hư này. Bị hư thì chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta xác định bên trong. Nếu xác định bên trong mà hai cái dây đốt này nè mà chúng ta đo giá trị điện trở nó đứt, có nghĩa là nó đã hư. Ví dụ với con giá trị điện trở này nè, con này nè, là mình tháo ở trong này ra là đã thay rồi. Thì con này là ví dụ dưới 35V 150W. Khi đó chúng ta đo hai cái này nè, chúng ta nhìn đồng hồ nè. Nếu như mà kim nó lên thì có nghĩa là còn kim nó không lên là nó hư. Đây cái này là kim nó không lên nữa, hư rồi, đứt rồi ha. Kim nó không còn lên nữa. Mình đo nó không lên. Đo nó không lên. Còn cái này là mình đo nó lên nè. Cái này đo lên nè. Tại vì cái này là nó vẫn còn, thấy không? Lên nè. Đó. Nó tầm khoảng 100 mấy chục ohm á. Thấy không? Khoảng để coi. Khoảng 300, 400 mấy trăm ohm đó. Rồi. Đây là bên trong của nó. Rồi bên trong nó chúng ta sẽ vẽ ra thì hai cái đầu này là hai cái đầu mà chúng ta sẽ vẽ ra này. Hai đầu này là hai đầu cắm điện. Ví dụ như là đây là 36V, 36V hoặc là 220V tùy theo cái volt mà đồng hồ này sử dụng. Thì đây là hai đầu là nguồn. Chúng ta ghi nguồn. Rồi, nó sẽ đi qua đây. Qua đây một cái đầu là đầu sò nhiệt. Sò nhiệt. Sò nhiệt. Sau đó nó tới đây là cái đầu dây menso đốt nóng. Như thế. Vậy thì cái đầu mà đầu sò nhiệt này nè, đầu nhiệt này nè, là cái đầu này nó khi mà nóng quá, nhiệt độ nóng quá là nó sẽ nhả ra. Thì tùy thuộc vào từng cái những cái con linh kiện này, thì con này mình mở ra mà bên dưới nó là coi như xem nó ghi bao nhiêu độ, thì đó chính là cái nhiệt độ mà nó nhả ra. Vậy mình đo. Đo nó thì nó không nhau ha.
Đo thì nó thông này, nó thông mạch. Cái này là thông mạch, còn cái này là có giá trị điện trở. Rồi, vậy thì tại sao đồng hồ CO2 thì nó phải có cái này? Tại vì CO2 nó sẽ rất là dễ đóng, gọi là đóng đá, đóng cứng á. Cho nên là khi mà nhiệt độ nó đi ngang qua đây nó lạnh quá là nó sẽ đóng đá cứng ở đây thì khí nó không ra đây được. Cho nên là để nó để bay hơi ra thì nó sẽ làm cho nó khô cái khí này, khô, làm cho trơ cái khí trong này nó khô, nó sẽ đi thông qua đây để hàng. Và đặc biệt khi mà hàng á thì là hàng á thì chúng ta phải cần là khí nóng, chứ khí mà khí lạnh thì nó hàng rất là chất lượng muối hàng nó không được tốt. Cho nên là thằng này là phải có là nó đốt nóng lên để khí đi qua đây là cái hơi mà đi ra cái mỏ hàng á là hơi nóng. Hơi nóng thì cái nhiệt ở ngay cái đầu hàng á nó sẽ không bị giảm, nó giảm ít hơn. Mỏ hàng này thường là nó nóng. Mà nóng mà nếu mà để CO2 đi qua mà nó lạnh quá, CO2 là nó khí lạnh mà, khí nó nhiệt độ âm á. Cho nên là nếu mà để nhiệt độ âm mà đi qua cái đầu hàng thì nó sẽ không tốt. Nên là người ta chế cái thằng này để mà gia nhiệt cho nó. Còn nếu như mà chúng ta không có cần gia nhiệt ở đây, nếu chúng ta không cần gia nhiệt ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái thiết bị khác, chúng ta gia nhiệt ở trên đường ống để đi qua đây thì cũng được, không sao hết. Người ta sẽ tích hợp ở đây thì nó cũng hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Các bạn theo dõi kênh thì các bạn nhấn đăng ký hoặc là nhấn chữ like hoặc là các bạn nhấn vào cái chuông á, thì khi tôi ra những clip sau các bạn sẽ nhận được nhanh hơn. Chúc quý vị các bạn thành công và dồi dào sức khỏe.